một dòng sản phẩm pin BLC CNC khác, đó là Panasonic BRCCF2TH. Thì pin này có điện thế là 6V và thành phần là lithium không sạc, dùng để nuôi nhớ, nuôi nguồn memory backup. Pin BRCCF2TH có xuất xứ ở Nhật và viên pin như trên hình tôi cầm đây. Thì viên pin này được cấu tạo gồm hai viên pin nhỏ kết nối với nhau bởi một đầu sắt cắm, đó là sắt màu nâu, và dây đỏ đen âm dương. Viên pin này được sử dụng cho máy Phoenix A06B007-3 hoặc K001 hoặc là A98L00010902. Viên pin được bảo hành sử dụng 1 năm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tràng An. Quý anh chị có thể đặt hàng qua email là pin nuôi nguồn a@gmail.com hoặc điện thoại 0909911096. Chúng tôi có giao hàng toàn quốc, tuy nhiên có tính phí tùy theo khu vực. Xin cảm ơn.